Những nỗi khổ của đàn ông mà không ai thấu hiểu được. Đàn ông thường bị áp lực bởi suy nghĩ có sự nghiệp. Họ xem sự nghiệp như chính sự sĩ diện và lòng tự tôn của mình. Vì chỉ khi đàn ông có thành công nhất định mới có tiếng nói trong gia đình và xã hội. Đàn ông luôn có nỗi khổ mang tên tiềm lực tài chính. Họ luôn suy nghĩ làm sao để kiếm ra nhiều tiền để đủ lo cho bản thân và gia đình. Phụ nữ cần nhan sắc, công dung, ngôn hạnh, còn đàn ông cần tiền để thể hiện chính mình. Đàn ông có tiền chưa chắc đã giỏi, nhưng đàn ông giỏi chắc chắn sẽ có tiền. Đàn ông càng trưởng thành thì cần phải có trách nhiệm hơn. Khi chưa có gia đình thì cần có trách nhiệm với cha mẹ. Khi có gia đình rồi thì họ có thêm trách nhiệm với vợ con và gia đình vợ. Có những lúc mệt mỏi không dám than thở, bởi đàn ông chỉ có thể chu toàn mọi điều thì mới là một người đàn ông tốt. Phụ nữ có thể kể khổ mọi nỗi khổ mà mình phải gánh chịu trong cuộc sống, nhưng đàn ông thì phải chạy qua một mình mà không chia sẻ cùng với ai.